Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan with Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Chúng ta sẽ vào đây. Mình đang có 98 kẹo đúng không? Và mình sẽ có thể là sắp mua được thêm, sẽ bỏ ra 100 kẹo, nhưng mà cái cây này thì mình không quá cần. Hiện tại thì nó không quá cần thiết lắm. Nó sẽ tăng sức mạnh cho cây họ đậu đây. Nhưng vấn đề là trong này mình có dùng cây họ đậu đấy đâu. Ở đây thì mình sẽ có thể mua được cái gì không nhỉ? Package Primer Wonus này, giá 5.000 anh em ạ. Có lẽ sẽ lên level 6 không ta? Đang ở level 5, chưa, còn lâu thì mình lên level 6 được. Ở đây có cái Fast Beast, Restinger, các kiểu. Cũng không có gì nhiều, chỉ có bằng cái cây thôi. Cái tấm này thì sao? Có nên mua cái cây này không nhỉ? Pinata tăng sức mạnh cho cây đậu, họ đậu đây. Kẹo thì có thể là sẽ để dành để mở khóa những cái cây khác. Thôi để dành đi anh em ạ. Không nên dùng gì cho phí phạm cả. Chúng ta sẽ trồng thêm cây này để xem hôm qua đã dùng cái cây gì rồi. Chưa dùng bất kỳ một cây gì cả. Dust Robber thì được tăng sức mạnh này. Cây Stunion này thì cũng được tăng sức mạnh này. Chúng ta sẽ vào trong event trước. Chúng ta sẽ chơi cái Electric Blueberry. Chơi nốt 2 trận của Electric Blueberry nha. Trong này Electric Blueberry đối đầu với boss, đối đầu với cái con này gọi ra những con bay bay ấy. Trang bị cái gọi là Jetpack ấy. Zombie trang bị Jetpack. Nào, vào đây nào. Giật điện, trang bị giật điện vào nó. Có ngô, ngô khoai sắn các kiểu gì đấy. Như thế này này. Ok, đặt hàng dưới là hàng điện anh em ạ, phía trên là sẽ là hàng ngô để bảo vệ. Đúng, chính xác như vậy. Nào, lên trên. Điện anh em ơi, giật nó. Mình có lẽ là chúng ta sẽ đặt ở đâu đó nhỉ. Đặt ở đây đi. Trước hết là đặt đây đã. Bây giờ phải giật điện con này anh em ơi. Khó chịu phết nhé. Đặt đây phát. Rồi. Nào vào đây luôn. Hàng đầu tiên, lớp giáp đầu tiên. Đấy, ok. Ok boy. Vào đây nào. Giật điện nó. Đâu rồi? Thế nhỉ, tự nhiên là chúng ta mất thời gian quá. Mất khá nhiều thời gian ở đây. Thiết lập hàng phòng ngự theo đường chéo là quá tuyệt vời rồi. Như thế này. Như thế này này. Như thế này này. Nó bắt đầu ăn ngay cái cây. Ôi rồi, giật điện chết luôn. Ui, nó cán qua kìa anh em. Nó cán qua mấy cái ấy của mình. Chỗ nào đây? Tập trung ở giữa đi. Tập trung ở giữa. Khá là khó chịu nhỉ. Mình không có quá nhiều cái plant food. Chỉ đến như thế này thôi. Đấy. Đông đấy. Đặt phía dưới này luôn này. Ok. Vào đây. Đông này. Có lẽ là chúng ta nên bắn một phát như thế này luôn. Rồi. Làm sao mà có thể giết được cái con này đây. Hơi bị khó chơi ở nhà. Vì đông quá. Tập trung đam ở giữa được không? Không có bắn như thế này thì đỡ thích quá nhỉ. Đang suy nghĩ sao đỡ được đây. Ấy. Bắn nói anh em. Giật xét các kiểu vào nào. Đông quá. Mình không làm gì được. Mấy cái này chưa kịp hồi luôn. Đâu rồi. Tên cuối cùng chưa anh em. Làm sao mà có thể hạ được cái cây này đây nhở. Khó chơi thật. Không hề dễ dàng vì nó quá đông ấy. Chỗ này để nó ăn mà thì hơi bị mệt. Ôi ôi. Có là boss kìa. Giờ làm sao đây. Chỗ này còn chưa làm gì được. Không làm gì được luôn đấy. Chỗ này này. Phải sử dụng cái này thôi anh em ạ. Phải dùng cái này. Phải giết mấy con này trước này. Dập sấm sét mấy con này luôn. Đấy. Cuối cùng đã giết được nó rồi anh em ạ. Nào này. Chạy đi đâu. Đã dùng thì dùng cho hết đúng không? Không thể nào mà đánh được. Tại vì có cái con bạch tuộc nó cực kỳ khó chịu luôn. Siêu khó chịu. Và nó còn cho rất ít cái gọi là plant food cơ. Nếu mà cho nhiều thì mình có thể là sử dụng để phá hết những cái con bạch tuộc này ra này. Khó chịu chưa? Phải nói là không giết con đấy sớm là chúng ta sẽ ăn đòn nặng đấy.
ăn đòn cực kỳ nặng luôn. Ok, chúng ta sẽ sang với cái trận tiếp theo của trong phần là event Pietabati. Còn một trận cuối cùng là trận level 6 ở đây. Chơi luôn. Ok, lại phù thủy, lại là gà. Ghét nhờ. Thế luôn là cực kìa ghét bọn này luôn đấy. Bon choi. Đấm nó nào. Ở đâu? Ở phía dưới này. Nào. Ok, từ từ thôi anh em. Ra đây một cái này. Ở đây một cái này. Đặt trên này một cái này. Và đặt ở đây một cái này. Rồi, chúng ta sẽ có hệ thống phòng ngự. Tạm thời có hệ thống phòng ngự không quá tệ. Chỗ này và chỗ này. Rồi, ok, nó không thể nào mà vào đâu anh em. Hệ thống phòng ngự đã được triển khai. Đấy, phải như thế này chứ. Đặt trên này trước này. Đấm hết. Có mấy con lốc anh em ơi. Bon choi mình rất là khỏe. Mình đích sậu này đâu. Thế luôn là đích sậu này. Đứng gần. Đâu rồi này. Đấm nó anh em. Lên nào. Ok. Khó chịu ở nhà. Làm sao mà có thể đánh được bọn này được anh em ơi. Khó chịu ở nhà. Đây. Liên hoàn đấm. Chết hết. Đập hết mấy cái con này luôn này. Vớ vẩn. Đánh thế quái được mình. Không thể đánh được. Đâu. Đặt hết đi. Cố lên nào anh em. Đấm hết. Mình đích sợ cái này đâu. Ok. Đánh nhanh quá. Nó vào nhanh quá nhỉ. Gai này. Phá hủy gai ra chứ. Không thể là để ở trên này được. Từ từ. Gai đâu ạ. Gai đâu rồi? Tốt. Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Ok. Cái quái ở chỗ này nó bị đánh này. Cần phải có bon choi anh em ạ. Cần phải có bon choi ở phía giữa này. Đập cái con hủy ra. Blueberry. Chính xác như cái này. Những gì chúng ta cần nó là đây này. Đấm hết cái con này ra. Chúng ta chỉ hạ được con phù thủy là chúng ta xong ngay mà. Bon choi đeo cái vòng nguyệt quế mới đẹp chứ. Cực kỳ đẹp. Bon choi trở lại và lợi hại hơn xưa đúng không? Khỏe đấy. Level 6 dành cho bon choi cơ mà. Có lẽ bon choi là level cao nhất trong này. Đánh khỏe. Thôi rồi luôn. Anh em thấy nó siêu khỏe luôn đấy. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái trận tiếp theo. Ở đây kiếm thêm vàng Electric Blueberry. Hoàn thành 6 trận trong cái phần Epic Quest và kiếm thêm được một cái gì nhỉ? Tặng mình một cái đầu lâu à? Ngôi sao à? Có lẽ là vậy. Ok, chúng ta hoàn thành xong cái này. Và kiếm thêm 5 game, bây giờ tiếp tục là tiết kiệm game. Vì nó sắp update cái phiên bản mới rồi. Update phiên bản mới là chúng ta sẽ kiếm được chúng ta có thể mua cây mới luôn. Tiết kiệm kẹo này, tiết kiệm game này. Nói chung là tiết kiệm tất cả thứ có thể trong này. Để đến cái lúc đó chỉ cần việc mua thôi. Có lẽ là gần Tết nó sẽ update một cái phiên bản mới đấy. À, lắm thế. Sao toàn zombie kiểu gì này. Bon choi. Hay. Bon choi tấn công hai phía này. Slow cái kiểu. Vào đây. Rồi bon choi đấm sướng lắm. Nhìn này. Khỏe chưa. Ok. Đập. Đấm nó anh em. Đúng rồi. Chết rồi. Đáng lẽ nên để nó đấm ở phía dưới này chứ, quên mất. Chưa kịp đấm. Một cái slow lại. Đấm nó anh em ơi. Đúng rồi, chính xác rồi. Vỡ hết đấy chưa? Đây, phía dưới luôn này. Yes. Cố lên nào. Đâu rồi? Thấy cái gì không? Đấm luôn. Không phải nhân nhượng gì cả. Phía nào con nào khỏe thì chúng ta sẽ trang bị 1 đến 2 cây gì đấy. Đây chỗ này này. Bọn này khỏe lắm này. Có lẽ rất là khỏe. Chỗ này rất là khỏe luôn này. Nào. Cái này này. Cái con có cái xô này nó trâu. Thôi rồi luôn. Đấy.
chính xác là chúng ta sẽ cần phải bảo vệ team chúng ta như thế này, không để nó vào quá xa được. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh nào. Chết, chết luôn. Đấm mãi mới có thể vỡ được cái ấy, áo giáp của nó ra này. Đấy, này thì vỡ áo giáp này, đấy, vỡ áo giáp này. Con trên kia cũng đã vỡ rồi đấy. Nhiều quá, 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 nhiều cái ấy quá, không 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 kịp đánh luôn. Từ từ rồi. Cho nhiều cái plan food quá này. Đánh thôi, đánh thôi, đánh thôi, đánh thôi. Chết hết. Thấy chưa? Chỉ dùng gần hai con phía đầu thôi anh em ạ, không cần quá nhiều đâu. Đấm liên hoàn. Sợ thật. Chưa cần phải dùng đâu anh em ạ, vì nó chưa đông lắm. Thật sự là chưa đông lắm mà mình hoàn toàn có thể là hạ nó. Plan food đây, lại full rồi. Sổ ôi, bon choi và bon choi. Lắm bon choi thật sự luôn. Này. Đông quá rồi, đông quá rồi, đông quá rồi, đông quá rồi. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. Lấy luôn, ngay và luôn. Mấy con đi, con lợn này nó ném cái này xuống này. Thích ném không? Thích ném không? Thích ném không? Thích ném không? Rồi ok, nó khỏe thế nhỉ? Đấm chết được một cái kiểu mình. Đấm liên hoàn đấm. Vào đây, con này vào đây. Vào đây. Rất nhiều plan food. Còn một đống plan food, con này level trâu quá, level 6. Không thể vào luôn ấy. Bình thường là level yếu thì nó sẽ cắn chết được cái cây bon choi của mình rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu level 6 rồi. Bá đạo hạt gạo. Ok, và chúng ta sẽ chuyển qua, chắc mình sẽ chuyển qua phần Butter Z đi anh em ạ. Rồi từ từ, đợi một chút. Butter Z của chúng ta hoàn thành trong quest này, kiếm thêm được 5 in game tất cả. Continue này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua phần đó chính là Butter Z ở đây. Butter Z. Ngày hôm nay chúng ta sắp vượt qua, hình như là chúng ta sẽ có thể chiến được. Ôi, vị trí thứ hai nó cày nhanh quá. 3 ngày nữa thì nó kết thúc cái sự kiện này, cái Bronze League. Phần thưởng cái Bronze thì rất là nhiều đấy, 132 game dành cho vị trí nhất và 60 kẹo 4.800. Cái thằng này thì chắc là đếch ai đuổi theo được rồi. Nó quá là trâu, quá là khỏe. Thế đúng là bó tay rồi. Bó tay chịu nó luôn. Không làm gì được. Mình bó tay. Rồi ok, vẫn là chưa thế thôi. Không có cái gì khác cả ngoài bowling các kiểu đặt nhất có thể, kiếm nhiều săn nhất có thể ở phía trên thôi. Đơn giản thôi. Mình cũng không cần phải quá là nhiều. Như thế này, như thế này, như thế này và như thế này. Những chỗ nào không đặt được thì đặt ở phía trên này cũng được này. Không, phía trên đặt cái khiêng ấy. Đấy, rồi. Bây giờ đặt kiểu gì đây? 250, 250 đồng. Đặt hệ thống khiêng thiết vào đây nhỉ, được nhỉ? Được ạ. Không, cái khiêng chỗ này không cần. Rồi ok. Tạm thời là chúng ta sẽ có vẻ ổn. Khá là ổn luôn. Chết rồi. Red Rock luôn. Full cây luôn mà. Nó di chuyển khá là chậm. Cái này vẫn chưa đủ à? Đây rồi, Electric Blueberry anh em ơi. Nào, bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Squad này, squad đặt giữa này. Đây chắc chắn luôn này. Đấy. Có đặt thôi, cứ có đặt thôi anh em ơi. Ok, cứ có đặt thôi. Tiết kiệm làm gì? Không cần phải tiết kiệm. Squad các kiểu. Cứ có đặt hết ra. Squad này. Không có đủ đam không ấy. Hy vọng sẽ đủ đam để giết con đấy. Nào 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 nào. Ok. Ok boy, vào đây. Nào, nào này, nó chạy rồi. Ôi, khổ, hơi phí, hơi phí, hơi phí. Không sao, bây giờ đặt ở những cái chỗ này đi. Bắt đầu là đặt thêm ở những cái chỗ này cho nó đông đông một chút. À, phía này không có slow à? Slow là ai? Phải có slow chứ, không có slow là ăn cám ngay. Đấy, bowling các kiểu, nảy nếp các kiểu đi anh em. À, đặt cái này lên luôn này. Ok. Rồi, chúng ta Electric Blueberry có thì đặt thôi. Không có thì thôi.
cái giữa đây giết sao được nhỉ? Cái con giữa giết sao được đây? Chẳng biết được sẽ giết kiểu gì con giữa đây. Chỗ này không giết được rồi, nhìn là biết. Chúng ta nhìn là ta có thể biết được, đoán là chúng ta sẽ không khó giết lắm. Chỗ giữa này, nó sẽ hô to lên ngay bây giờ này. Hết cây rồi. Nào, squat. Ok. Khó chịu ở nhà. Cái kia tấn công như thế này mà. Mất cây rồi. Không sao, không vấn đề gì. Nó đang vào rất nhanh với tốc độ siêu nhanh, nó phá hết rồi anh em ạ. Nó phá hết cây của mình rồi. Squat. Khó thở thật sự là khó thở. Trời, khó thở thật đấy. Bảo vệ. Ít ra phải bảo vệ hàng trên này. Làm gì thì làm. Electric blueberry. Các kiểu vào đây. Đặt phía sau này cái để bảo vệ luôn. Ôi, squat, không ăn thua rồi. Không ăn thua rồi anh em. Kia nó phải phá hủy được cây của mình. Làm sao đây? Nổ rồi. 670 mấy này, cũng khá tốt nhờ. Không nói là quá tệ đâu anh em ạ. Ui, này. Vì mình có khá nhiều cái cây này. 700, hơn 700.000. Đấy, đánh rất là tốt luôn. Không hề tệ một chút nào cả, nó chỉ có tầm 60.000 thôi. Đầu tiên nó dẫn mình ấy, mới sợ chứ. Bây giờ thì hết dẫn nha anh em. Chúng ta vẫn có một chiến thắng khá là quan trọng, khá tốt ở đây. Kiếm thêm được 2 đồng Spring Bean, các kiểu Lava Guava, đủ cả. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plan vs Zombie 2. Bye bye.